Hiện tại thì con xe Daewoo Suno Bira đời 2002 này, hôm qua em có đi công vụ từ Vũng Tàu về lại bên chi nhánh 3 ở bên Bình Dương. Bây giờ tụi em tiến hành và bàn giao chiếc xe này về lại cho một anh trai ở Sóng Thần trong buổi chiều ngày hôm nay luôn nha quý anh chị. Hiện tại thì em đang có mặt tại Bến Cát rồi. Hiện tại thì em đang có mặt tại Phú Hòa, Hà Lợi, Bến Cát, Bình Dương. Đang bàn giao chiếc xe này về Sóng Thần cho một anh trai. Khát nước quá vô đây mua sinh tố uống quý chị. Có dừa tươi nè, cắt ép mấy chị. Cắt ép dừa tươi rất ngon hơn chị không? Mình có bán thuốc hút không? Có thuốc hút không vậy? Không khí buổi chiều khu vực của Bến Cát có vẻ thấy rất là sầm uất. Đây là quốc lộ này nên xe cộ đi cũng rất là nhiều. Và con xe này thì em cũng chạy từ Vũng Tàu, và hôm qua thì em công vụ, và ngày hôm nay chiều hôm nay thì anh trai chúc cọc cái xe này và bàn giao trong đêm ngày hôm nay luôn nha quý anh chị. Dừa tươi rất là ngon, thập nữa anh chị. Khỏi bịch nha chị. Có sa ven không? Dạ. Có sa ven. Mèo. Vâng, mẹ. Một chai nước suối nữa nha. Suối lạnh đó. Đó, một ly cam ép rất là ok nha quý anh chị. Rất ngon. Cắt nước quá chị ơi. Vâng, hiện tại thì bây giờ em cũng đã có mặt tại khu công nghiệp cầu vượt Sóng Thần nha quý anh chị. Cũng trạng tối rồi, giờ này cũng 6 giờ mấy và chuẩn bị tiến hành em bàn giao luôn chiếc xe này về cho anh trai ở khu vực Sóng Thần luôn, trong đêm nay luôn. Rồi, tiếp tục cuộc hành trình nha anh chị. Tối rồi không có thể quay được. Chỉ quay được như vậy thôi anh chị, thông cảm nha. Yeah, cuối cùng thì em cũng đã bàn giao xong chiếc Daewoo Nubira này về cho một anh trai ở Sóng Thần. Và bây giờ em xin phép em đi bộ ra kiếm Grab và em đón em đi Long Thành để em chạy con xe Mitsubishi Yuli 7 chỗ em mới mua hồi tối hôm qua.